Xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Friday Night Funkin mod Sonic.exe phiên bản 2.0. Mình phải đối đầu với Sonic.exe, một biến thể quỷ ám của chú nhím dễ thương Sonic. Sonic.exe vừa có vẻ ngoài rất kinh dị, đồng thời sức mạnh cũng vô cùng lớn. Những bài nhạc của Sonic.exe đã khiến cho mình phải căng mắt, tập trung hết sức để có thể theo kịp. Vậy mình có thể đánh bại được Sonic.exe hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi thì các mình. Rồi ok, versus Sonic.exe. Rất ghê. Và lần này sẽ là bản 2.0 nha các bạn. Một phiên bản hoàn toàn mới được cập nhật rất là nhiều thứ. Và thứ gì thì xem video này mới biết nha. Ok. Những người đã làm ra cái mod này các bạn ạ. Và những người này sẽ trân trọng giới thiệu chúng ta. Ok, Sonic.exe rất là ghê rợn. Giao diện có vẻ khá là mới đây. Và các bạn có thể thấy phần sound test đã bị làm mờ, bởi vì chúng ta có lẽ là phải chơi lại story mode thì mới có thể mở khóa được cái sound test. Đó, không có thể vào được. Ok, vào story mode thôi nào. Tất nhiên rồi, chỉ có một tuần này thôi, một tuần duy nhất đối với Sonic.exe. Độ khó là hard. Wow, có vẻ khá quen nha. Cái này vẫn khá là giống với cái bản Sonic.exe bản 1. Rồi micro hóa đỏ luôn. Khá lâu rồi chiến đấu với Sonic.exe. Không biết rằng là 2.0 thì sức mạnh của Sonic.exe có tăng lên không đây. Too slow. Yeah, bài đầu tiên. Nói là tất cả mọi người, bạn bè của thế trong của Sonic đã bị Sonic.exe giết chết hết rồi này. Ôi Tail thì bị cắm rồi, đầu Tail đúng không? Cái con vàng vàng kia là Tail đúng không? Bị cắm thẳng đầu vào trong cái cột chứ. Ghê vãi. Cái nốt của mình kìa, khi mình bấm trúng cái nốt ấy, nó tóe máu ra chứ. Ok, càng đây càng đây. Đấy, cái lưỡi dài, ôi. Cái lưỡi Sonic trông tởm nhỉ. Quả quay mặt ra cam màn hình rồi cười giống Mickey đấy. Yo, trước khi tiếp tục xem video, các bạn đừng quên là hãy vào fanpage Facebook mới của mình, sẽ được giới thiệu trên màn hình, đường link cũng ở trên màn hình và phần mô tả và phần bình luận. Tại đó các bạn có thể được xem những video mình chơi game độc quyền chỉ có ở trên Facebook mà thôi, không hề đăng ở trên YouTube đâu. Và nếu các bạn mà fan chân chính của Sudern và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Sudern, hãy bấm theo dõi, follow và like fanpage Facebook mới của mình để được cập nhật nhanh nhất và là người đầu tiên xem những video mình đăng ở trên Facebook nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy tiếp tục xem video thế nào. Ôi mình vô thức bấm luôn kìa. Hóa ra đâu lúc phải bấm à. Cứ tưởng nó bay. Ok. Cứ tưởng cái nút màu màu là nút bay. Biết hơi nhiều nha, biết 5 quả ở đấy.
cái nút đấy mình không bấm chúng là nó sẽ mờ màn hình. Trời ơi. À, bay bản đầu mà giật hết cả mình. Ok ok. Lại này các bạn ơi, lại này. À, cái máy quả đầu tiên thôi mà phải hù ghê quá. À, ok, lần này tập trung với các bạn, tập trung này. Cố gắng không để bị miss mấy cái quả mà nút cái nút bẫy đấy. Không phải nút bẫy mà là nút cảnh báo à, warning ấy. Bắt buộc phải bấm. Má cái quả. Cái bảo con Sonic nó trèo lên, nó hù lên sợ vãi. Ok rồi, này biết rồi. Biết phải ghê rồi. Ôi thở quá. Ôi trời ơi. Cứ biết vì cái nút đấy là nó mờ hơn màn hình có chịu thật. Ok là tôi biết rồi. Tôi biết phải hù rồi. Người ta không có sợ giật mình nữa đâu. Ê! Ôi! Đấy! Đoạn cuối mình hơi lỗi các bạn ạ. Mít hơi nhiều. Ok. Rồi, nó bóc nát video luôn. Rồi, girlfriend động tay vào cái là khác ngay. Đúng là Friday Night Funkin' các bạn ạ. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng việc đưa cái micro ra. Nhưng không hiểu sao cái con Sonic.me này nó không đơn giản là nó ngoạm chết boyfriend với girlfriend đi mà nó còn phải đấu rap battle mà con này làm gì vậy? Hơi khó hiểu. Ok rồi. You can run. Con Sonic AE này nó quay mặt vào mình kìa. Ô! Có nút tàng hình à? Ok, nút tàng hình nhưng mà mình đâu cần phải bấm đâu. À, mình không nhớ là có đoạn này.
cho về bình thường được không? Không thể nhìn được pixel này đâu. Ờ đúng rồi đấy. Đẹp căng quá. Ok. Đó là You Can Run. Nó làm gì ấy? Nó chỉ hóa điên nữa, nó gồng lên tiếp thôi hả? Triple Trouble. Hả? Wow! Có cả những cách để ăn nhẫn à? Ok đấy. Hồi xưa mình chơi có không ta? Không nhớ luôn á. Wow! Ok. Ôi. Mày nhanh thế, nhiều nút vẫn chưa. Wow! Ok! Ây da! Ôi! Ây! Wow! Ơi, đứng bên trái ạ, từ từ! Đứng bên trái hơi khó nhìn nhá. Nhạc này hay thế.
mình biết hơi nhiều hay sao ấy. Nó để thấy bên trái hơi khó nhìn các bạn ạ. Xong. Cái này căng thế. Rồi chúng ta lại thường lệ thôi, lại có những cái mã code để nhập vào phần sau test. Rồi nhiều mã đấy, nhiều mã đấy. Ok, và bây giờ sẽ là đến phần sau test. Trong này chúng ta sẽ có những cái, có hai dãy số. Số bên này và số bên này. Mình sẽ phải nhập theo đúng cái số mã ẩn mà nó vừa hiển thị trên màn hình ấy. Để nhập vào đây sẽ ra được những cái nội dung ẩn của mod này các bạn ạ. Ok, bây giờ từng cái một nha.
Và trước hết là mình phải bây giờ mình phải mở cái video, mở video này mình vừa quay lên để mình xem cái số đã, chứ mình quên mất tiêu rồi. Mình sẽ để những cái mã mà các bạn sẽ nhập vào phần sau test này ở phần mô tả và phần bình luận bên dưới nhá. Các bạn cứ chỉ phải nhìn vào và bấm vào theo thôi. Thì mình sẽ nhập theo thứ tự xuất hiện ở trong hai cái hình vừa rồi nha. Đầu tiên sẽ là mã 07 và 07. Rồi. Cycles. Ok. Ok ok, một bài ẩn đấu với Sonic. Ok, ta có khá là nhiều loại Sonic á. Ok, mình cũng không biết rõ Sonic nào. Nhạc hay rồi. Hay đấy, hay đấy. Ê, giờ mới để ý là con này nó có cái con Sonic này nó có chữ X ở ngực, như kiểu nó bị chém đúng không? Này là mình nhớ đến Luffy. Luffy có chữ X ở ngực đúng không nhỉ? Mang máng ấy đúng không? Vết sẹo, vết chém mà chữ X ở giữa người ấy. Bài này khá hay đấy nhưng mà hơi dễ. Kìa, cái gì Knuckles gì kìa. We are not Knuckles. Chúng ta không phải là Knuckles là sao? Này, cuối bài rồi, đừng có hù rồi nha. Đừng có hù nha. Ok, đó là bài ẩn đầu tiên, nội dung ẩn đầu tiên. Tiếp theo sẽ là 12-25 Endless. Ok. À, cái này là gì nhỉ? Cái này là Margin đúng không? Margin Sonic đúng không nhỉ? À, cái mặt thì kiểu chúa hề ấy, cười cười ấy. Ok. Con Sonic này thấy buồn cười hơn là sợ các bạn ạ. Con này không thấy sợ, con thấy hài. Các bạn nó hài hài. Idol. Con này có trò xoay nút à? Nhưng mà xoay nút thì dễ quá, đâu có gì đâu. Xoay nút thì quá dễ luôn. Đổi nút thì mình mới sợ chứ. Không đổi nút mà đổi màu nút à? À! Ok. Ok.
Được, bay. Công nhận là nhạc hay chứ. Mít một quả đó, mít hai quả với cây thôi chứ lệ rồi ôi. Mít ba quả. Bài hay đấy nhưng mà hơi tức nhờ, mít ba quả càng về cuối càng mít, mẹ cay thật đấy. Ok thôi, đó là nội dung ẩn thứ hai. Tiếp đến sẽ là một nội dung ẩn có số là 66. Và bên này là số 6. Ôi, 666 à, thế này càng quá nhờ. Ready, set, go. Hả? Sunshine, sao lại hình 3D này? My friend took. Hả? Ok. Ui, nhìn hình nó cứ mượt mượt nhở, kiểu 3D trông mượt vãi. Bài hát tên là Sunshine, mặt trời, ánh nắng mặt trời mà nghe nó không hề dễ hiểu, dễ thương một tẹo nào. Rồi, mít hai quả luôn. Ok, căng quá vậy bạn. Ôi. Được thật sự. Đấy. Ồ. Wow. Wow. Nó hết. Thật sự cái mod Sonic.exe này các bạn ạ, nó là một mod hiếm hoi mà vừa có nội dung về nhân vật nổi tiếng mà nhạc nó cũng hay nữa. Ôi, đừng thật ạ. Rồi, bây giờ đến với tiếp theo. Nội dung ẩn tiếp theo sẽ là số 8 và 21. Mình bây giờ cái này không biết là mới hay là cũ đây. Lâu lắm, lâu rồi chứ chưa phải 1 mà. Hả? Thì đây, số đích bình thường. Wow. What? Số đích quá, siêu xảy ra. Ok. Oh. Let's do that again sometime. Cái
này, mình bị xúc xích bắn sét vào mặt chết luôn, biến hết thành cát bụi luôn ạ. Ủa nhưng mà sao quả đấy mình lại thua nhỉ? À, nút cách là né, mình nghi rồi. Tức là vậy là bài này có cả mình phải né cả chiêu, né cả tia sét của Sonic nữa. Mình cũng hóa sư này ra theo. Vãi trời. Ok. Ok. Wow, cái mod này nó càng ngày nó càng đưa đến nhiều thứ mà kiểu cực kỳ đỉnh trong một cái mod Friday Night Funkin các bạn ạ. Đấy, và cái mod mà cái bài vừa nãy mình phải rất là tập trung không, bởi vì mình sợ rằng sẽ có một đoạn nữa là Sonic sẽ bắn mình nên mình phải bấm cách để mà né. Thành ra là rất là tập trung luôn, không nói được câu nào cả. Rồi đến nội dung ẩn tiếp theo. Trời ơi, quá nhiều nội dung ẩn luôn. Chúng ta sẽ có là 31 ở bên trái và 13 ở bên phải. Rồi, nó là cái gì đây? Ủa? Sao trông Faker là sao? Faker của Liên Minh à? Mà sao trông Girlfriend lại lớn thế kìa? Ok. Sonic này nhìn cũng hơi bình thường mà. Chưa hiểu lắm. Cái này thì hơi dễ quá. Biết ngay mà, mọi thứ nó đâu có đơn giản.
Gì nữa? Bù đi. Ô oh! Black Sun, mặt trời đen. Uầy, chỗ này chỉ có mỗi một nút của mình thôi à? Ok, Sonic này tởm hơn rồi đấy. Đấy, các bạn ạ, công nhận là 2.0 quá nhiều thứ tuyệt vời. Qua lại căng thẳng rồi. Mẹ. Đoạn rồi mình phải tập trung hết sức luôn các bạn ạ, để không bị miss một quả nào hết. Nào, đến lượt mình chưa? Được nhờ. Bài này nhiều đoạn hay vãi. Thật sự rất nhiều đoạn hay luôn. Yes. Full combo không miss một quả nào. Let's go. Ủa? Sao chơi hết cái này thì nó lại văng đẩy mình ra ngoài vậy? Chứ không phải là tiếp tục sao test à? Ồ! Và xong cái này thì mình nó sẽ... À! Free play! Nó có thêm mấy bài nữa này. Ủa không phải chaos? À! Quá! Đây là những cái bài free play nó đẩy ra cho mình để mình xem free play. Nhưng các bạn ạ, chưa hết, vẫn còn. Đây mới chỉ là cái hình thứ nhất thôi, còn hình thứ hai nữa, vẫn còn. Rồi, tiếp tục này, được con định vẫn còn 7 mã code nữa cơ các bạn ạ. Rồi, mã code tiếp theo là 113. In memory of divide. À, có lẽ là ok, cái này không nhớ là ở phần 1 có không. Tức là có một thành viên là divide đã mất rồi hả? Rồi, thì code tiếp theo là 23. 23. Ok, nó là một cái đoạn animation hài rồi đúng không? Nó có hai cái hình các bạn ạ. Hai cái hình để tách riêng ra, tức là một cái hình là hình những bài gọi là bài ẩn đấy. Thì chúng ta sẽ có vừa rồi là có hình không, mình không chính xác là 5 hay là 6 bài ẩn. Còn bây giờ ấy là sẽ là những cái mà kiểu hài hài, những cái mà nó là phụ thôi. Không phải là bài nhạc nữa. Rồi, tiếp theo là 12. Vừa rồi là 12 và 34. Nhưng mà không hiểu nó là cái gì cả. Tiếp đến là 09, 010. À, 09 là 10 chứ 09 không 10. Harvest Rescue. Ok, cái này là meme chế về một cái game ở đấy đúng không? Rồi, tiếp theo 06, 06. Lúc Sunky đang ở trong trò chơi rồi này. À ok, Sonic đang khoe Sunky là Sonic được đưa vào trong trò chơi. Ok, ừ. Rồi, mã
Tiếp theo bên trái là 32. Cảm ơn bạn đã chơi. Hãy theo dõi những cái bài hát đỉnh cao mà tôi làm nhé. Ok. Mod vô cùng hay, vô cùng tuyệt vời, những bài hát quá đỉnh. Ok rồi, còn một mã code nữa là 41. Và bên này là 01. Credit, đó là một credit nữa. Cảm ơn các bạn đã chơi mod này của tôi. Rất nhiều những cái đam mê và công sức đã được đổ vào cái mod này, và chúng tôi hy vọng là bạn đã có một cái đã thích cái funny scary head hop go beep boop bap. Ok, nói chung là ủng hộ cái mod này và những cả cái game Friday Night Funkin gốc nữa. Vâng, và vừa rồi là mình đã hoàn thành xong Friday Night Funkin mod Sonic.exe phiên bản 2.0 các bạn ạ. Một mod quá đỉnh, quá tuyệt vời luôn. Các bạn hãy download mod này về mà chơi nhá. Mình sẽ để link ở phần mô tả và phần bình luận để cho các bạn download về chơi luôn. Ok, nếu các bạn đã xem vào tôi đoạn này rồi thì đây là một video nữa để cho các bạn sẽ tiếp tục bấm vào đi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.